thật ghê vậy trời. Nằm ở đâu á ta? Móc mặt chiếc nhẫn sao mất mất à? Má nói sao hả? Hả? Đâu mấy... sao đâu. Sao mấy này con thấy má bỏ cơm má không ăn vậy? Ngán chứ phải bỏ. Là ngán, sao? Ngán, ngán. Ngán hả? Mập quá không có tốt, con hiểu không? Trời ơi! Cái gì mà lạ quá vậy? Ừ? Nay má dám nói. Ý không, nay má tự nói là má mập hả? Tại vì bây giờ má cảm nhận được là mình phải ốm mới đẹp. Nhưng mà hơi mệt, không có sức lực gì hết chứ. Ý, cái này là có tình yêu nè, mới có động lực vậy đúng không? Nói vậy hoài. Không, con biết mà, đàn bà phụ nữ mà khi giảm cân á thì chỉ có hai lý do thôi. Một là đang yêu, hai là thất tình. Vì con nhìn vô mắt má coi là má đã thất tình hay là đang yêu. Má hả? Má mà thất tình về thì cả nhà mình đều biết rồi. Ôi trời, bây giờ cười cũng mệt nữa con. Nhưng mà phải cố thôi, vì tình yêu đúng không con? Tình yêu mình làm được hết. Nói vậy là má đang có tình yêu. Chứ con nói giờ này má hả, không ăn không uống gì hả, còn hả cũng chăm làm đẹp, chăm tập thể dục cho ốm, để mai mốt có cưới đi nữa mặc cái đầm nó có vừa, hiểu không? Trời má ơi, tính tới chuyện cưới luôn á hả? Trời trời trời, con hiểu thiệt á, bây giờ yêu là phải cưới để lâu người ta hốt, hiểu không? Trời ơi, thiệt sự má thấy không, mấy lần trước mà má chia sẻ về câu chuyện tình yêu của má với con á, còn hết sức bất ngờ trông chờ còn về con trai rồi. Nhưng mà cái này khác, chắc mấy cái mối kia là dẹp đi. Cái mối này chắc nịch nên má mới thay đổi nè, chứ dễ gì má chịu giảm cân, con hiểu không? Vậy là má chắc rồi hả? Đừng nói là má đã động lòng trước chú Chính nha. Đó, thiệt, cái đang là đang mệt trong người mà nghe tới cái ông Chính là khó chịu, là có năng lượng lên liền. Đừng có nhắc tới người đàn ông khô khan cọc cằn, cái ghét vô duyên đó đi. Không bao giờ, không bao giờ con. Ôi, má má không thích chú Chính á? Không. Trời, má có cần phải thẳng thắn gì không? Thẳng thắn cho ông tỉnh ra. Nhưng mà má làm vậy tội nghiệp chú Chính. Có thấy dù sao chú Chính cũng hết lòng với má. Nhưng mà nói nghe nè, cái kèo người yêu đợt này của má là Mỹ, Úc, Canada, Germany, Spain, all là American. America. You kill me. You kill me. Me. Trời, bây giờ ước mơ của má thành sự thật rồi con ơi. Không phải cái kiểu lừa tình như xưa đâu. Bây giờ là người thật, việc thật, người ta bay về đây nè. Mà về chưa? Từ từ về sao kỳ quá à. Mình đang gửi quà dữ lắm, gửi cho má cái đầm sorry. Kêu là mai mốt anh muốn em nhìn em trong bộ áo cưới đó. Trời ơi, má nhịn ăn dữ dội luôn á con. Thì có chưa bao giờ. Vậy là má nhịn ăn để má mặc cho vừa cái đầm sorry. Nó nhỏ thôi. Chấn động dữ vậy trời, chú Chính ơi. Chết rồi, chú Chính biết tin này chắc ổng đột quỵ luôn. Không, đừng có nói lớn, má ghét ổng lắm. Bây giờ má lên là má ngồi thiền cho tâm má tịnh, má không nghĩ tới đồ ăn nữa má mới ốm được. Con hiểu không? Vì tình yêu mình có làm được, mình phải làm được. Ôi, bông hoa này nó đẹp biết bao. Ngồi thiền. Thế biết là tôi chai cảm xúc với mấy cái chuyện này luôn rồi đó, thiệt á, mệt quá. Ủa, sa la 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 la. Xavier. Dạ. Chờ chú nói thiệt nha, chú không thể nào nhớ được cái tên của con luôn á. Gặp con chú kêu sa la 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 không à. Ai cũng vậy hết trơn á. Ai gặp con cũng sa la 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 la. Nè. Gì vậy chú? Gì vậy? Cầm đi. Tặng con hả? Trời đất ơi, con khùng không trời. Làm shop qua mà đi mua qua tặng. Người nào á tặng cho ai anh em của mình nè. Mà cũng ngộ ha. Trời ơi, tự nhiên xếp qua đem tặng qua làm như vòng cấp vốn vậy á. Thì cái nội, cái nội dung thư này chú chưa có đọc nha. Chú không có biết cái nội dung là tặng em cô gái mộng mơ gì đâu. Bông tulip màu kem, lẽ nào em không biết có người đang yêu em. Tặng em gái mộng mơ. Không phải con. Vậy ai? Con không biết, con đâu phải là em gái mộng mơ. Ủa? Em nhận được hoa rồi nè anh. Ôi là trời, kỳ ghê, người nhà người ta bán hoa mà điên đi tặng hoa. Thiệt là tinh ý vậy, tỏ vẻ thương vô cùng. Rồi em nhận được rồi. Anh yên tâm. Cái sao? Cái sao rê hả? Trời ơi, đẹp xuất sắc. Em ráng bây giờ một cân nữa thôi, chui vừa một cái là nhức nách luôn. Vậy nha. Dạ đây. Ủa má, nói vậy
Bông tulip màu kem, lẽ nào em không biết có người đang yêu em, em gái mộng mơ. Là má đó. Em gái mộng mơ. Thôi nói thiệt á, không có được lãng mạn, không biết mấy cái này đúng không? Người yêu mới tặng cho má đó. Ôi. À, chú Chính sao vậy? Chú Chính ơi, chú Chính bình tĩnh, chú Chính sao vậy? Con ơi, tức quá con ơi. Sao vậy chú? Kèo này chú thua rồi. Thì ra từ nãy giờ chú cầm hoa của kẻ địch. Ôi, tình yêu của chú thật là xám xịt. Chú chụp giùm Tâm. Chụp giùm. Kiểu lấy cái hạnh phúc đó nha. Kiểu lấy cái chữ tiệm hoa luôn giùm con nha. Để con đăng hình cho nó. Chú đừng có đưa mặt chú vô nhìn buồn lắm. Nhìn nó không có tình cảm, chú quay cái kìa. Đúng rồi đó chú. Ừ. Chú còn lấy cái nón chú kìa, bị lẹm vô kìa. Đúng rồi. Chú giống như chú chưa bao giờ biết chụp hình tình yêu hay sao á, chán thiệt. Đó. Anh hôn qua em gái, anh hôn qua em gái. Không có cái tay chụp hình hay sao nhìn nó không có hạnh phúc gì trời. Tụi mày quá đáng. Sao vậy? Bớt lại giùm tao cái đi. Giùm gì chú? Chứ tụi mày biết tao đang buồn, tao đang rầu chuyện gì mà tụi mày hai vợ chồng, tụi mày tình cảm. Trời ơi là trời. Vậy chú muốn tụi con phải cán đáng nhau chú mới vừa lòng hả chú? Tao không có ý đó. Nhưng mà ít nhất là tụi bay cái chuyện này tụi bay cũng phải tinh tế, tụi bay đừng có thể hiện trước mặt tao chứ. Tụi mày biết tao đang đau mà. Tụi con ra đây ngồi đồng hành cùng chú, chứng kiến cái nỗi buồn thất vọng diễn ra trong người chú mà còn chưa đủ hay sao? Tao thấy tụi bay đang giống như đang trêu người tao vậy đó. Tụi bay rõ ràng biết là tao đang buồn chuyện của má Năm, chuyện tình cảm mà. Thôi mà chuyện tình cảm quá đáng. Có gì đâu mà buồn không được người này thì cái người khác. Bà má quá đáng rồi, mấy đứa con cũng quá đáng nữa. Thôi chú nói luôn nè, chú làm hết ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai chú nghỉ. Hả? Nói gì chú? Chú không làm ở đây nữa. Ôi, cái nói gì kỳ vậy, rồi lương bổng bộ có vấn đề vậy? Có nếu chú cần con tăng lương cho chú. Cái này là tăng kích thước ông nội ơi. Trời đất ơi, tao lấy cái cây này về tao làm cái gì, có nuôi tao được hay không? Chứ bây giờ nghĩ là nghĩ làm sao? Chú cháu mình ở nhau bao nhiêu lâu rồi, chú buồn thì tụi con chia sẻ chú chứ gì đâu mà nghĩ. Không con ạ. Thời gian qua chú chịu đựng hết nổi rồi, quá đủ rồi. Cái quỹ thời gian còn lại của chú á, chú không muốn lãng phí vô cho cái chuyện này nữa, nó vô vọng lắm. Mà chú nghĩ chú làm cái gì hả? Cỡ tuổi chú rồi, sức khỏe cũng yếu đó, rồi còn này nó cũng có nghĩ làm gì. Về quê. Sao? chú sẽ đi về quê, chú sẽ tới một cái nơi nào đó để chú ở, rồi sau đó để chú trút bỏ hết gánh nặng của mình, chú làm một công việc gì đó nó nhẹ nhẹ phù hợp với lứa tuổi của chú. Chú định làm gì? Chú sẽ mở một phòng tà. Ây cha, là chú định trút hết gánh nặng của chú lên người học viên hả? Chú nghĩ là được cuộc đời ai cũng phải tập cái điều đó hết trơn. Phải tập gánh đi con à. Nói chung chú không thể ở đây nữa, chú sẽ đi. Chú phải đi thôi. Chú thương má con không? Thời gian qua con không thấy hay sao? Nhưng mà thấy lúc này là không thể nào chịu nổi được nữa. Con nhìn đi, ngày nào đó cũng có người tới đây nè, giao hoa nè, đó giao áo nè, giao quần nè, đồ đạc các thứ gì nè. Tức chứ. Không mà. Gì đâu mà tức. Thôi thì 5 ngày 3 bữa vậy thôi. Mặc dù bây giờ má con có người cua, chú cua không lại, nhưng mà chú cũng đừng có như vậy. Chú không thương má con nữa, chú mới thương con, thương anh Điệp, thương tí nị, chả Nguyên. Tao mà không thương tụi bay là tao đã bỏ đi từ rất lâu rồi á. Tao vừa thương tụi bay vừa thương má tụi bay cho nên là tao mới ráng tới chừng này. Nhưng mà hết đâu hết rồi. Bây giờ chú phải đi thôi con à. Bây giờ chú nghe con, chú đang bị tiêu cực. Đúng. Chú đang bị cái cảm xúc thất tình nó làm cho chú bị tiêu cực. Đúng trong rồi. Cái suy nghĩ. Bây giờ không thể nói một cái gì để cho tao lạc quan lên được đâu. Tao không thể nào. Chú phải lạc quan và tích cực. Bây giờ chú nghĩ đi. Chú nghĩ đi. Tính ra cái chuyện mà chú với má con không đến được với nhau lại là một cái việc tốt cho chú. Sao? Tính nết của má con chú quá hiểu mà. Đúng không? Chú nè, chú khổ sở, nghèo khổ, bất tài như vậy mà nếu má con
bước vào cuộc đời của chú, hành hạ chú bằng những cái yêu sách của má con, đời chú sẽ như thế nào? Tan nát, vụn vỡ, trong khi người ta giàu có, sống không có đạo đức. Cho nên trời hành, trời bắt má con tới bước vào gia đình đó để làm cho gia đình được tan nát những yêu sách cực kỳ khó chịu của mình. Ủa trời, chú thấy nhẹ lòng không? Chú thấy nhẹ lòng hơn chưa? Điệp, trời ơi, anh đang tả má mình như là nghiệp vậy đó Điệp. Dạng như là chú được thoát nghiệp, còn bên phía bên kia là người ta đang gánh nghiệp vậy đó. Chứ bây giờ chú, sức của chú làm sao mà gánh nổi má con? Chú cảm giác sau khi mà nghe nó nói giống như là phước đức nhà chú ba đời để lại phải dày dữ lắm á, cho nên là mới có một cái thế lực tâm linh để cứ cản trở cái việc tình cảm này. Trời, phải dày mới cản phải, được đúng không? Chú cứ nghĩ vậy đi cho chú nhẹ nhàng, chú hiểu không? Ê bay, nghe tụi bay nói xong cái tao nhẹ lòng liền ha, thay đổi tư duy liền, dẹp liền cái phòng tạ liền. Đúng. Trời ơi, đúng rồi, cảm ơn tụi con. Hồi nãy chú đau đớn, chú gục ngã, nhưng chú đã tìm thấy được sức mạnh của nội tại. Chú phải chiến đấu cho chính mình, đội dương miệng cho chính mình. Chú phải chiến đấu trong cái chuyện này tới cùng. Đó, đây mới chính là cái tinh thần mà con muốn thấy nè. Chú sẽ đi về quê. Ủa Vân nghĩ hả? Chú Vinh, chú về quê chú bán hết đất đai nhà cửa ở dưới để chú chiến đấu chuyện này tới cùng. Phải dành má năm về với chú. Đúng rồi, đúng rồi. Chú Vinh, tình yêu nó sẽ làm thay đổi của người ta. Trời ơi đẹp, anh nói làm sao bây giờ chú Chính về quê bán đất, trong khi chú Chính còn có miếng đất đó để dưỡng già thôi đẹp. Lo gì em ơi, giờ không có đất thì thiêu thôi chứ có gì. Ý là kể chú đi, chú lớn chú tự tính được. Chúc cho chú may mắn đi. Trời, cái ông này nhìn chạy kìa như cái đồ trẻ con. Chú Chính đâu? Hả, anh lái máy bay hả? Ủa, lộn, ý là anh mới từ máy bay xuống hả? Trời ơi, thương quá à. Từ từ lên, nghỉ mệt đi, đừng đi đâu hết, nghỉ mệt nha. Rồi, sao? Cái đầm sa rê hả? Trời ơi, anh mua thiệt á, con mắt gì đâu mà thẩm mỹ chết. Mặc vô một cái là trời ơi, nhìn ngon ơi là ngon luôn. Cái đầm nó để đám cưới mặc ai chắc nó thiệt chứ. Hay sao? Là tính ngồi đây gặp mấy đứa con em hả? Ừ, qua đi. Tụi nó dễ chịu dễ thương lắm. Vậy nha, nhưng mà trước tiên bây giờ nghỉ ngơi đi, đừng qua vậy, đừng đi đâu hết. Ngâm lo biết không? Rồi. Cái gì đâu? Mình diễn tiểu phẩm gì cho má? Chuẩn bị đi thi văn nghệ hả? Nói cái gì vô duyên vậy? Tiểu phẩm là gì? Nè, má nói chuyện với bạn trai bụng. Ghê, bạn trai nữa. Sao mà cứ ngạc nhiên vậy trời, người ta có bạn trai phải mừng cho người ta chứ. Trời ơi, có bạn trai rồi. Ông Chính của tôi làm sao? Đừng có nhắc tới anh trai già đó nữa. Bây giờ nhắc chữ Chính là thiệt á, không có muốn nhắc tới. Cái mặt thì đã chầm dầm là đã xấu rồi, thôi đi. Không có một tí đàn ông trong người. Hở mở miệng ra là trời ơi, nhìn như ông bóng vậy, thiệt á. Thì khi mới nhìn nó yếu nhất chết luôn. Má, nói à yêu. Ôi trời ơi, ông này linh dễ sợ. Nhiều không khi đốt nhang mũi cũng về đúng không? Mắt tôi ghét. Đủ để cho thấy là tôi hiểu bà như thế nào. Không mượn, tôi không có mượn ha. Làm ơn đi, cái nhiệm vụ của mình là ngoài kia chứ không phải trong này. Đi. Nói gì? Nói tôi yếu hả? Ừ. Nè, gió giỏi, đi ra giường nè, giật lộn coi đứa nào yếu. Ủa, nói gì kìa? Thấy chưa, đàn ông gì mà suốt ngày cứ rủ phụ nữ đánh lộn không? Ơi, ai biểu bà chê tôi yếu? Bày đặt sinh ngoại đồ. Kệ tôi, ông có được như người ta không? Người ta có cái gì hơn tôi? Hả? Có gì tôi không có? Người ta là Việt Kiều Mỹ. Việt Kiều Mỹ. Tôi cũng Mỹ nè. Mỹ sao hò đó. Ừ. Nói mà không biết ngụ miệng, không biết quê á trời. Người ta vừa giàu, vừa có học thức, vừa có ga lăng, vừa có tiền. Có không? Thì tôi biết là tôi không có giàu bằng người ta. Đúng. Nhưng mà có một cái là tôi chắc chắn là tôi hơn người ta. Cái gì? Nhan sắc. Má nghe chưa con, nghe chưa? Chú Chính có nhan sắc đó. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, bây giờ gặp những ai mà ngang hàng với tôi nha, thật sự ai cũng nói trời ơi, sao mà chú Chính đẹp thế. Rồi không tin những cái lời nói đó hả?
Trời ơi, mua bộ vừa vừa phải phải sao cha già ơi, nhìn vô gương đi, già hát rồi ai mà thèm. Trời ơi, chắc bà trẻ à. Ủa kệ tôi. Ôi ôi, sao bà xin cho tôi. Ủa, con ra. Ủa, chào cả nhà. Anh Là sao má? Anh trời ơi, tôi đã thua người ta tại đây rồi. Cái gì nữa cho nội? Đó hoa gửi tặng em gái mộng mơ. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Đi ra cho khách người ta ngồi. Ngồi ngồi. Đi lấy nước cho người ta cho kỳ cục cho tiếp. Ngồi đi. Thường không sao đâu. Ngồi đi mà. Ngồi đi anh, ngồi đi anh. Uống nước. Lấy nước nhanh. Cái nước này không đâu. Công nhận anh chu đáo ghê. Anh biết ở đây có tiệm hoa mà anh còn mua hoa tới tặng má tôi nữa. Dòng cấp vốn hay gì? Sợ đây không hết, hết qua bán hay gì? Nữa sao kỳ quá không? Anh đừng có để ý mấy cái đứa này nó hồ đồ dữ lắm. Anh với má tôi nhìn xứng quá. Nhìn xứng lắm luôn á. Nó dạy như nó chênh lệch cả một thế hệ kiểu vậy đó. Không hiểu nổi, thật sự không thể nào hiểu nổi. Hôm nay tuổi rồi tự nhiên đi làm đám cưới. Rồi bây giờ bạn bè của tụi con làm sao hả? Bạn bè tí nị sao hả? Tụi nó coi ra gì? Tụi không quan tâm, tụi nó lớn rồi. Tụi nó muốn làm gì làm, mới là hạnh phúc của tôi. Sao cứ xíu như vậy, sao mấy người kỳ quá vậy? Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Chú bình tĩnh đi. Thật ra thì với độ tuổi lớn rồi thì phải cần có chỗ nương tựa. Đúng rồi, anh nói đúng. Tựa cái gì mà tựa? Bả có cái gì đâu, ngoài cái mập lùn xấu nói chuyện vô duyên. Có gì đâu mà thương mà cưới. Anh ra xe ngồi đợi năm chút nha. Nhanh ra liền nha. Nhớ nói người nhà nha. Rõ. Tuổi này là phải cần chỗ nương tựa. Rõ rồi, anh cứ đi. Đi từ xíu ra nha. Sao vậy? Sao không tựa vô tôi? Tựa vô tôi đi. Im đi. Sao mấy người mắc cười quá? Hai người nữa. Cái đó hạnh phúc của tôi. Tôi làm gì là kể tôi. Sao cứ xía vô vậy? Có lo được hạnh phúc cho tôi không? Hả? Bây giờ không nói nhiều nữa. Cái căn nhà này không có đủ cái gì mà cho tôi níu chân lại được. Bây giờ tôi đi hạnh phúc của tôi. Tôi dọn nhà tôi đi khỏi căn nhà này luôn cho biết. Tức quá. Tôi không cho. Tôi phải đi. Phải đi. Cũng lên đăng xong bây giờ. Khách đâu hết rồi mọi người. Khách khứa cái gì đó. Nước đo cái gì đó. Bây giờ má nó mới lên dọn đồ, mới bỏ nó khỏi căn nhà này không còn chỗ cho má nương tựa nữa kìa. Trời ơi là trời. Thương lắm hả mà đi mời nước người ta hả? Nước gì mướn mời nước trong sạch quá vậy hả? Nước mương nước cống sao không mời hả? Mời nước sao làm cái gì hả? Mà cũng đi phải không? Tôi ra ngoài tôi khóa cổng lại coi bà đi cỡ nào. Đi. Trời ơi. Một buổi sáng yên minh cũng không được với cái nhà này mà. Mệt quá. Tâm lý trong nhà ai cũng đầy hết ta. Quá mệt. Bà một lòng kéo nước muối. Không sao đâu. Ê, sao rồi? Tìm được không? Đâu rồi chứ mệt. Nè. Sao rồi? Có tìm thấy má tụi bay không? Đi hết tất cả các chỗ quen biết rồi. Ngay cả thẩm mỹ viện ưa thích của má con cũng vô nữa mà không có gặp được. Bây giờ sao? Thì đêm mà kiểu này rồi về bầu bì nó trốn luôn quá chứ. Trời đất ơi, má mày nhiêu tuổi mà mang bầu nữa. Mà có nói thiệt với chú nha, ví dụ mà đi kiếm tí niệm mười mấy tuổi đi đó, đi chơi ngoài đường đi đỡ mắc cỡ. Tự nhiên má bao nhiêu tuổi rồi, mấy chục tuổi đầu rồi, bây giờ bị đặt bỏ nhà đi đêm nữa, đi ra tìm người ta hỏi ai, nói ra kiếm má tôi, má nhiêu tuổi, má sống mấy tuổi. Người thì có một tấc mốt mà còn đi đêm kiểu này nữa. Kỳ này về phải nói đi, phải họp đi chứ không có để chuyện này vậy đâu. Bởi vì ông bà ta nói không bao giờ sai mà thiệt chứ. Ông bà ta nói là nè, chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là điên cả nhà mà. Thiệt, nói không bao giờ sai, cứ cãi không. Ông bà nào mà nói cái câu kỳ vậy chú? Ông bà ngoại tao. Tao nói thiệt. Chàng đưa mấy nhân vật không có đối chứng được không à? Nhưng mà tao nói cho tụi bay nghe nha, cái trường hợp này là tao nghi nha.
tao nghĩ là cái thằng trẻ nó dụ bà Năm rồi xong đi bán nội tạng. Thôi mày lại vô. Tao nói thiệt. Thấy cái tạng bà Năm mập mập không? Là nó đi hút mỡ bụng rồi sau đó đi bán lại cho mấy đứa gầy á. Chú trời nói gì nghe chú. Mấy đứa ốm ốm là khoái lắm. Trời chú con đang sợ chú nói vậy còn nghe ghê hơn những gì chú. Sao ơi, má tôi đâu? Trả má tôi lại cho tôi. Mấy người bắt má tôi rồi đúng không? Mấy người lấy cái gì của má tôi rồi? Nè, mày bắt bà Năm đi bán nội tạng phải không? Bán được nhiêu? Không, đâu có bán nội tạng. Trả má tôi đây. Trả má tôi cho tôi. Đẹp, mấy anh chị bình tĩnh. Tôi phải là người là cưới má mấy người. Có nghĩa là qua đường thôi chứ không mày, cưới à. Mày chú mày lừa tình. Mày lừa tình hả? Mày lừa tình đúng không? Không cưới là sao? Hả? Đâu có lừa, người đó đâu có yêu được đâu mà lừa. Bình tĩnh, có gì chính quyền giải quyết. Cứ đưa lên phường đẹp. À khoan mà đừng đưa lên nữa. Thật ra người cưới má anh chị á là ba tôi. Là sao? Ba ơi, con mời ba. Ôi trời ơi trời, đi xa chóng mặt quá. Mệt. Thấy chưa, có ai đi bán nội tạng gì mà tư vui gì đâu. My Children. Giới thiệu với My Children nha. Đây là anh Thục, là người chuẩn bị cưới má đó. Sao hôm bữa con thấy má kêu cậu này bằng anh? Người ta tên Hoài Anh. Tôi ngắn gọn thôi bà. Hoài Anh con tôi. À là Hoài Anh con chú Thục. Ủa rồi vậy sao bữa bà nói với tôi là bà cưới nó? Tôi thích nói vậy được không? Hả? Giới thiệu luôn. Tôi với Năm á, quen nhau á, là từ cái hồi còn tiểu học á. Lúc đó tôi gọi Năm là em gái mộng mơ. Trời ơi trời. Là tính ra chú Thục mẹ con là từ tiểu học tới giờ á hả? Đúng rồi, từ hồi tiểu học đến giờ. Dạ. Sau này lên Facebook thấy được Năm mừng quá, kêu thằng con nè, nó liên lạc với Năm. Mấy đứa không biết hồi á, đã lẽ hồi xưa là cưới rồi đó. Mà tại vì hả, anh Thục chưa có tiền không dám cưới. Sợ Năm mệt, Năm cực, Năm khổ. Kêu là bây giờ thôi để chừng nào giàu đi cưới, cái đi Mỹ luôn, làm tôi nhớ chứ. Bây giờ cưới đi, bây giờ ba con có tiền rồi. Không, cái gì, tại vì chị thương chứ không phải gì đi Mỹ đâu nha. Dạ, ý là bây giờ ba con ở bển nó cô đơn lắm. Mà dì đồng ý cưới ba con an tâm lắm luôn á. Thì ra hai người là tình xưa nghĩa cũ. Mém mém chút nữa là vợ chồng rồi. Tôi nói Năm á là ráng chờ tôi đi. Nhưng mà bà nói bà nôn lấy chồng á, bà chờ không được. Nên thấy vậy tôi lấy vợ luôn. Đó, mà nói thiệt á, là số của tôi là tuổi con cọp đó. Nó sát thê dữ lắm. Lấy năm bà vợ rồi được vài năm là chết hết. Trời ơi, tuổi con cọp. Giờ về đây cưới con heo chắc cũng chết sớm à. Heo kìa. Không có. Anh Thục là Năm cái chị kia chết rồi hả? Không có, mấy bà đó xui thôi. Mà bây giờ trước khi về đây là hỏi thầy rồi. Thầy nói về Việt Nam mà lấy vợ lần này á là kéo dài hơn chút. Ít ra cũng được 5 năm. Đúng rồi. Là vẫn chết đó hả? Không, để suy nghĩ. Chị yên tâm đi, giờ không cô đơn đâu. Vì đi rồi nhiều khi ba con cũng đi theo à. Hả? Con? Ba con giờ trong người cũng bệnh nhiều lắm. Đúng rồi. Đó, bị tiểu đường rồi, cao huyết áp rồi. Rồi bị xương khớp rồi, bị tim rồi. Đúng rồi. Gút rồi nữa. Đúng rồi. Gút dữ lắm. Rồi nhắc cái là tự nhiên nó ngư ngay, nó đầu nhức tay chân dữ lắm. Ra bác mà xem tim cho bác. Sao mà nghe mệt mỏi quá vậy? Cứu má. Không má, con thấy là quả hợp rồi. Quả hợp. Trời ơi. Nói má là má thấp ơi, má thích thẩm mỹ viện, má thích ở bệnh viện. Là má lấy chú Thục về một cái là ở trong bệnh viện chăm sóc chú Thục luôn. Là ở 404 từ ngày này qua ngày nọ, tháng nọ luôn. Trời ơi. Cưới đi, biết đâu là cưới ổng về tối ổng vui quá, bà cũng mệt đó nha. Yên tâm đi, bà có bác sĩ riêng. Đúng rồi, tôi có về liên trong bệnh viện luôn à. Nhưng mà thẩm mỹ nó khác với bệnh viện. Thôi má con thấy là má đang bị tiêu cực đó. Không có. Má nghĩ thoáng lên, má muốn đi Mỹ. Chú Thục đưa má đi Mỹ. Má không động tay động chân gì hết thì qua bên Mỹ, má chỉ cần nằm im bên đó cái bộ phận mà người ta thiêu chôn rồi, người ta làm gọn gàng lắm, mà người ta chuyên nghiệp nữa. Tôi lo cho bà hết, bà cứ yên tâm. Tự nhiên á, tôi cảm thấy cuộc đời tôi nó cao cả quá, tôi hy sinh á.
hy sinh cái tình yêu này tôi nhường cho ông luôn á. Trời ơi, tôi chính thức nhường người tôi yêu lại cho ông. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Bởi vì trong tình yêu chỉ cần mình nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi. Trời ơi, đúng quá. Cho ông quá cao thượng rồi. Trời ơi, vậy là cả nhà đồng ý cho tôi lấy lý năm á. Dạ đúng rồi, đồng ý rồi ba. Trời ơi, tôi vui quá trời là vui. Ba. Trời ơi, no quá kìa. Đi. Mệt quá rồi, mệt quá rồi. Mệt quá rồi, sao rồi? Mệt quá rồi, sao rồi chú ơi? Sao? Cần. Ép quá. Con lên xe con tìm thuốc mạnh hơn xíu cho ba nha. Chích đi. Dạ. Chích cho ba. Chờ đi chích xong đi xuống nói chuyện nữa nha. Cúng ba. Ê, thấy ho quá kìa, sắp chết á. Lo cưới lẹ đi. Cúng ba được. Ông đi cứu tôi cũng nói được. Trời ơi, ai mà không phải chết được, cưới đại cho rồi chung mấy qua lầm là trễ mất cái ngày á. Nói cái gì vậy trời, sao mà cứ đẩy mấy vô cái dòng chết không vậy? Tình yêu của má mà. Thôi, quyết định rồi, bây giờ ở đây luôn, lì ở chai mặt ở đây, không đi đâu nữa, không đi Mỹ nữa, đâu không đi Mỹ nữa. Ủa rồi sao? Thì nói à, nói má nhập viện đi, nói đi. Trời ơi. Tình yêu, tình ơn. Alo. Có bán đất à, nhưng mà bây giờ tôi không có bán nữa, 20 tỷ tôi không có bán luôn. Không có bán đất nữa, 20 tỷ hay là 25-30 tôi cũng không có bán nữa rồi. Vậy nha. Dạ người ta tới người ta mua đất, người ta nói là mua liền miếng đất đó, bây giờ chú phải chạy về chú tháo bản, mất công người ta liên hệ hoài, hiểu không? Bởi vì đột nhiên cái mình có cục tiền vậy cũng khó xử lắm chứ bộ. Vậy là bây giờ trong tay chú Chính có 20 tỷ. Chuyện về một gia đình luôn vui ca, dù buồn dù vui không xa, chuyện cười chuyện khóc vẫn luôn chan hòa. Hãy sống biết yêu thương nhau, là gia đình thì ta cần chi phải giấu. Làm vợ làm dâu làm mẹ con anh, người cười bảo em hứa danh, chẳng mang chi phí chúng ta an lành. Chính em Savia, và chú tìm hoa là Savia, tìm hoa đi ghé.